Mẫu xe MPV Toyota Veloz Cross bản lắp ráp sẽ được vén màn tại triển lãm VMS 2022 sắp tới đây. Khu vực trưng bày của Toyota Việt Nam tại triển lãm VMS 2022 tới đây, ngoài loạt xe hybrid sẽ có điểm nhấn là bản lắp ráp của mẫu MPV ăn khách nhất hiện nay là Toyota Veloz Cross. Trong khuôn khổ triển lãm ô tô Việt Nam VMS 2022 diễn ra từ ngày 26 tháng 10 tới đây, Toyota Việt Nam với tư cách là Thành viên tham gia sẽ đem tới loạt sản phẩm hybrid cho khách hàng trải nghiệm và theo thông tin mới nhận được, hãng xe Nhật Bản sẽ vén màn bản lắp ráp của Toyota Veloz Cross. Trước đó, thông tin Veloz Cross sẽ được chuyển sang lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia cũng đã được giới tư vấn bán hàng chia sẻ, nhưng chưa rõ thời điểm ra mắt chính thức của bản lắp ráp. Những tưởng phải sang năm sau mẫu MPV này mới được chuyển đổi sang lắp ráp, nhưng có lẽ với những thành công của Veloz Cross trong vài tháng gần đây, Hãng xe Nhật Bản đã quyết định đẩy nhanh tiến độ này. Hiện vẫn chưa rõ mẫu xe MPV Toyota Veloz Cross bản lắp ráp sẽ có tổng cộng bao nhiêu phiên bản. Như hiện tại, mẫu MPV này được nhập khẩu từ Indonesia với hai phiên bản là CVT và CVT Top cùng với giá bán lẻ đề xuất là 658 triệu đồng và 698 triệu đồng. Với việc chuyển sang lắp ráp trong nước, giá bán của Toyota Veloz Cross chưa chắc sẽ giảm nhưng nguồn cung của mẫu xe này sẽ được đảm bảo khách hàng sẽ không còn phải ký chờ quá lâu, hoặc chi thêm vài chục triệu đồng mua kèm gói phụ kiện để nhận xe sớm. Ở tháng 9 vừa qua, mẫu xe Toyota Veloz Cross đạt doanh số lên tới 2.572 xe, thành công vượt qua Mitsubishi Hispander và bán chạy nhất phân khúc MPV cỡ nhỏ. Thậm chí, mẫu MPV đến từ thương hiệu thân thiện này còn suýt chút nữa là bán chạy nhất toàn thị trường, chỉ thua Hyundai Accent. Kết quả này hết sức ấn tượng bởi ở tháng 9 vừa qua, sau khi điều chỉnh giá bán thì hiện Toyota Veloz Cross đã có mức giá cao hơn Spander, nhưng điều này lại không ngăn cản được khách Việt đến với mẫu MPV này. Ngoài thiết kế nội thất và ngoại thất hiện đại, Toyota Veloz Cross còn thu hút người dùng Việt nhiều loạt công nghệ dẫn đầu phân khúc MPV giá rẻ, cụ thể là hệ thống an toàn Toyota Safety Sense, gồm các tính năng hấp dẫn như cảnh báo tiền va chạm PCS, cảnh báo lệch làn đường LDA, đèn chiếu xa tự động AHB, kiểm soát vận hành chân ga PMC, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành FDA. Không chỉ vậy, xe còn được trang bị cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau giờ CTA, camera 360 độ và 6 túi khí. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.